đã giành chiến thắng 3-0 trước các vận động viên đến từ Điện lực Lai Châu. Và đối với các vận động viên của công an tỉnh thì ngày hôm qua họ đã để thua các vận động viên của thành phố Lai Châu với tỷ số rất xít sao, tỷ số 3-2. Như vậy có thể thấy đây là một trận đấu rất được dự đoán là sẽ khá khó khăn cho đội Tân Uyên của chúng ta. Bởi năm nay trong đội hình của chúng ta đang thiếu đi vắng đi một số gương mặt trụ cột do các vận động viên đã chuyển đội bộ môn thi đấu, đó là Tạ Đình Chiểu, là Lương Dũng đã đánh cho Điện lực tỉnh và Sĩ Toàn đã tham gia môn bóng bàn. Như vậy chúng ta chỉ còn trên sân chủ công Hy Vọng, vận động viên trẻ Hoàng Xuân Thạch.